Yay! Chào Carrie, có chuyện gì vậy? Ồ, có vẻ như bạn gặp khó khăn khi chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Ben. Làm mấy làm bánh. Ừ, mình chắc chắn bữa tiệc sẽ rất tuyệt. Giỏi lắm Tom. Hôm nay là sinh nhật của Ben. Chúc mừng sinh nhật Ben. Làm tốt lắm Tom. Ai cũng thích bánh của bạn hết. Ôi không, cái máy bị điên rồi. Coi chừng đó Tom. Đúng rồi Tom, đây có thể chính là vấn đề. Làm tốt lắm Tom. Ôi không. Coi chừng đó Tom. Cái búa lớn này được đó. Nhưng làm sao tới gần được? Cảm ơn Bill. Đừng lo Bill, bạn sẽ có thêm nhiều bánh mà. Chúc mừng sinh nhật Ben. Làm tốt lắm Tom. Suýt nữa là nguy rồi.
Oh Tom, bạn đang bay sao? Bạn gạt tụi mình. Chào bé, chuyện gì vậy? Em cũng muốn trở thành siêu anh hùng sao? Thor à, bạn làm được không Tom? Bạn đã tạo ra một cây búa ma thuật. Chà, nhìn em tuyệt quá. Nhanh lên Tom, Thor đã sẵn sàng để xuất hiện rồi. Chào người nhện nhí. Giờ hai em là siêu anh hùng rồi. Ôi không, Jerry bị kẹt dưới những tảng đá lớn sao? Bạn không biết làm sao để cứu anh ấy à? Có thể Thor dùng búa sẽ phá vỡ được tảng đá đó. Làm tốt lắm các bạn à. Tạm biệt Jerry. Wow, hơi mạnh tay đó Thor nhí à. Gì vậy Tom? Bạn lo về sức mạnh của Thor nhí sao? Nên theo em ấy cho chắc ăn. Chào Carrie, bạn ổn chứ? Ôi không, máy làm kem của bạn không hoạt động sao? Mình nghĩ có vấn đề với nguồn điện rồi. Đi nào Tom, để xem là chuyện gì. Nhìn kìa, tinh thạch hết năng lượng rồi. Em biết làm gì sao Thor nhí? Em sẽ nạp năng lượng cho tinh thạch bằng cây búa của em à. Có thể hiệu quả đấy. Khoan đã, coi chừng. Ôi không, Thor nhí làm đứt dây điện tổng rồi. Bây giờ toàn bộ thành phố đã bị ngắt điện rồi. Em không điều khiển được sức mạnh của búa sao Thor nhí? Đừng lo, Tom sẽ tìm cách để sửa nó. Là gì vậy? Súng bắn keo để sửa đường dây tổng sao? Tuyệt đó. Bạn sửa được nó rồi. Tinh thạch vẫn cần nạp năng lượng. Đúng không Carrie? Bạn muốn Thor nhí dùng sức mạnh của em mấy lần nữa sao? Em sợ à? Đừng lo, Tom sẽ giúp em. Em làm được rồi. Thấy chưa, Thor nhí? Em chỉ cần cẩn thận hơn thôi. Hoạt động rồi chứ, Carrie? Phối hợp tốt lắm các em à. Chào Tom.
Ồ, hiểu rồi. Tưới nước cho cây sao? Chào nhóc, có chuyện gì vậy? Úi chà, nhóc muốn trở thành người nhện thật sự sao? Bạn giúp được em ấy không Tom? Một khẩu súng bắn mạng nhện. Xuất sắc. Tới lúc thử sức mạnh mới của em rồi, nhóc người nhện. Ôi không, nhóc Rocky bị chóng mặt. Và em ấy quá sợ hãi, không dám bay xuống kìa. Bạn có giúp được không Tom? Ừ đúng rồi, trên đó cao quá. Nhìn kìa Tom, nhóc người nhện có cách rồi kìa. Đừng lo nhóc Rocky, nhóc người nhện sẽ tới giúp em. Nhưng bằng cách nào? Em sẽ dùng mạng nhện để giữ an toàn cho nhóc Rocky đáp xuống à. Cách này được đó. Sẵn sàng chưa nhóc Rocky? Đi thôi. Em ổn chứ nhóc người nhện? Giữ chắc nha. Ôi không, có vẻ như nhóc Rocky đang gặp rắc rối khi đáp xuống rồi kìa. Mạng nhện sắp bị đứt rồi. Có chuyện gì vậy nhóc người nhện? Em không nhận ra nó cao tới vậy à? Ôi không, khẩu súng của em không còn hoạt động nữa sao? Đừng lo, Tom sẽ tìm ra giải pháp thôi mà. Một cánh quạt trực thăng. Thật là kinh ngạc. Sẵn sàng đi chưa? Mở mắt ra nào nhóc người nhện. Nhìn qua cảnh xung quanh kìa. Cảm ơn Tom. Giờ thì nhóc người nhện phải cân nhắc kỹ trước khi leo cao rồi. Các bạn đã làm gì vậy? Dùng cánh quạt trực thăng để đưa Walter đi dạo một vòng sao? Thế không nhóc người nhện, không cần tơ nhện cũng có thể trở nên hữu dụng mà.
Ồ, suýt nữa trúng rồi. Chào Tom. Matilda, mọi chuyện ổn chứ? Tàu thủy Bobby sao? Cá mập. Tom, bạn có thể giúp Bobby không? Đây là cái gì vậy? Matilda, bạn có biết đó là cái gì không? Nó hoạt động thế nào hả Tom? Không có gì xảy ra hết Tom à. Bạn có chắc là dùng đúng thiết bị không vậy? Matilda, tới lúc sử dụng còi của bạn rồi. Nhìn kia, là Bobby. Phải làm gì đó thôi, nhanh lên. Cá mập chạy hết rồi. Làm tốt lắm Tom. Matilda, là gì vậy? Ôi trời, lúc này chỉ là cá mập con. Bây giờ cha của chúng tới rồi. Và nhìn nó có vẻ không vui. Ôi không, dù đã tăng sức mạnh nhưng vẫn không chặn được nó. Phải làm gì đây Tom? Chúng ta phải yên lặng để Tom có thể tập trung. Bạn nghĩ ra cách chưa? Là súng bắn lưới. Thật tốt vì bạn đã luyện tập nó Tom à. Ồ, suýt nữa là trúng rồi. Tốt lắm. Nhìn kia, Matilda đang ở trên cầu. Góc bắn trên đó rất hoàn hảo. Tập trung nào Tom. Bắt được rồi. Mình biết bạn làm được mà. Hôm nay hai bạn làm tốt lắm. Matilda. Ha ha ha!